tính mang dép đi. Được. Mang dép ai ngờ vô một cục bùn luôn. Khỏi mang dép luôn. Tầm ở đây hả? Ở đây giữ ba cái đó đó. À, em khám sẵn cho. Còn một tế hả Khánh? Một tế hả? Hai tế đi. Để ít không? Nhiều quá nó đấy, nó bị cứ đầy quá nó không lên. Nó lên nhưng mà nó lâu lắm. Đó. Nó khói bụng lắm, để Khánh cho nó miếng bụng cái khoan khoan. Ừ.
Ủa này bơm cá nó không sao cả, nó làm chết nha. Xã nó thấy bùn non thì nó khá vậy đó. Nó bắp hả? Con chứ già ngon quá ha. Ba con. Bốn con. Nó mệt lắm hả? Móc gầy, gầy gầy vậy. Đất này chưa dưới nhà. Từ từ. Giờ múc cháo. Cháo quá nhiều. Rồi. Này cho mấy. Cho lỏng nè.
là được không hết. Để ăn. Nước chưa lớn vô, múc nước khó quá. Cái gì? Cút, cút gần. Cái này còn một mắt lên. Cái muốn hắt ăn được rồi đó. Ra được mấy lá rồi nè, mập đấy nha. Hả? Thưa dễ thưa dễ nó mập mà chưa dài quá nó bỏ nó ngã nó lăn hết trơn hả? Nó mập. Dì Hương lội xuống dưới luôn à. Nút nước khó khăn quá. Nước cạn nút cũng được. Đợi hồi nó thì tối. Hay về sớm chứ không ta đập nữa. Thank you.
rau nhiều rồi nha. Bữa nay mình tưới rau hơi nhiều hơn mấy bữa trước. Đối với Hương bắp lên chưa? Có cây nó lên rồi. Có cây thì chưa lên. Cái bắp này nó lên này. Mà nó khô tưới qua rồi cái nó khô queo lại. Hôm nay tại không có mưa mà không mưa vậy thì đỡ cho mấy cái bùn ở đây. Lỡ hai gì vậy Khánh? Dạ lỡ sao lưng con hai gì vậy? Chưa xếp nó không rồi vậy. Đậu bắp, đậu bún hay lớn à. Chắc có lá à. Con ca đó le cái lưỡi ra ngoài rồi. Ngọt quá. Cho Khánh bình oxy gì hơn rồi. Thở hết nổi. Còn mấy cây nữa là xong rồi. Để rồi đó.